Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có phản ánh đơn thư công dân khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên và bài phản ánh phá vỡ quy hoạch khu dân cư mới, trách nhiệm thuộc về ai. Cuối chương mục là thông báo nhận đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Ban biên tập hộp thư nhận được đơn thư công dân khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Nội dung đơn đề nghị về việc tại khu đất trống thuộc sự quản lý của khu Đại học Phố Hiến nằm trên khu vực đất thu hồi của bà con khu phố An Bình, phường An Tảo, giáp khu dân cư đội 3 và đường ADP có một số cá nhân tự dựng lán trại để làm việc cá nhân. Được biết, khu Đại học Phố Hiến được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án từ năm 2009 và ngày 30 tháng 12 năm 2014. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 2141 phê duyệt quy hoạch phân khu Đại học Phố Hiến. Đây là một trong những khu vực ngã tư trọng điểm của đồng bằng Bắc Bộ, nối thành phố Hưng Yên với quốc lộ 5A, 5B, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam. Quy mô sử dụng đất khoảng 1.000 ha. Thời gian thực hiện đề án từ năm 2009 đến năm 2020. Về tổ chức thực hiện, đề án chia thành 3 giai đoạn. Trong khi dự án đang thực hiện thì có một số hộ dân đã tự ý dựng lều trại để làm việc cá nhân. Theo dấu đơn thư công dân, phóng viên đã cùng với đại diện Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến đến kiểm tra, nắm bắt tình hình việc sử dụng đất, mặt bằng hiện trạng, khu vực công dân phản ánh. Và đúng như đơn thư công dân phản ánh, tại khu đất đã được quy hoạch làm khu Đại học Phố Hiến thuộc khu vực làng nghề An Tảo, đang có công ty trách nhiệm hữu hạn GCH Việt Nam tự ý dựng lán trại và bãi tập kết vật liệu hàng hóa đã qua sử dụng với tổng diện tích khoảng 800 m². Việc tập kết vật liệu làm biến dạng mặt bằng hiện trạng trong khu Đại học Phố Hiến và có tình trạng đốt phế thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh. Qua làm việc giữa các bên, Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến và Công ty Trách nhiệm hữu hạn GCH Việt Nam, phóng viên được biết. Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Ban Quản lý cùng Ủy ban nhân dân phường An Tảo đã xuống kiểm tra và yêu cầu công ty dừng triển khai, hoàn trả mặt bằng. Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục triển khai làm lán trại, tập kết vật tư hàng hóa và đốt phế thải. Tiếp tục, ngày 30 tháng 8 năm 2022, Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến và các bên liên quan đã lập biên bản yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn GCH Việt Nam tự tháo dỡ toàn bộ lán trại, di chuyển vật tư hàng hóa và các thiết bị có liên quan ra khỏi khu đất để hoàn trả mặt bằng sạch cho Khu Đại học Phố Hiến. Thời gian từ ngày 30 tháng 8 năm 2022 đến ngày 15 tháng 9 năm 2022. Nếu quá thời gian trên, công ty không tự tháo dỡ và hoàn trả mặt bằng vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tại buổi làm việc với đại diện Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến, Công ty Trách nhiệm hữu hạn GCH Việt Nam thừa nhận việc tự ý lắp đặt lán trại và san gạt mặt bằng là không đúng. Công ty cam kết trong vòng 15 ngày sẽ di rời toàn bộ lán trại hàng hóa và trả lại mặt bằng cho Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến. Thời hạn chậm nhất Công ty Trách nhiệm hữu hạn GCH Việt Nam phải di rời là ngày 15 tháng 9 năm 2022. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu Đại học Phố Hiến, qua phản ánh trên, Ban biên tập hộp thư đề nghị Ban Quản lý khu Đại học Phố Hiến cần sát sao hơn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Và nếu sau ngày 15 tháng 9 năm 2022, Công ty Trách nhiệm hữu hạn GCH Việt Nam không di rời khỏi khu vực đất thuộc khu Đại học Phố Hiến, công dân phản ánh tới Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hoặc gọi điện đến số máy 0989 209 326 do phóng viên Phạm Lan quản lý. Thưa quý vị, trong thời gian qua chúng tôi đã nhận được đơn thư tố cáo việc xây dựng cơ sở sản xuất, thậm chí là chuồng trại chăn nuôi trong khu dân cư mới gây ô nhiễm môi trường và bức xúc cho các hộ dân sinh sống tại đây. Qua xác minh đơn thư cho thấy, những khu dân cư mới này đều là dự án được tổ chức đấu giá cấp quyền sử dụng đất cho dân làm nhà ở, nhưng lại bị các chủ sử dụng đất xây dựng công trình trái với quy hoạch ban đầu. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ chịu trách nhiệm về quản lý cấp phép xây dựng các công trình này và hướng giải quyết ra sao?
trong khi các hộ dân vẫn hàng ngày phải hứng chịu ô nhiễm không khí, tiếng ồn và bụi mịn gây ảnh hưởng sức khỏe? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong phóng sự sau. Khu dân cư mới thôn Đảo Đặng, xã Trùng Nghĩa, thành phố Hưng Yên được đấu giá năm 2018 với 300 suất đất. Hạ tầng giao thông được quy hoạch và xây dựng khá tốt. Đường trục chính là đường đôi và hai đường chạy song song. Đồng thời khu dân cư còn được kết nối các đường ngang tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Mặc dù số hộ đã xây nhà mới chiếm 1/2 trên tổng số thửa đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng tại đây có 7 cơ sở sản xuất hàng cơ khí đổ mộc và chuồng nuôi lợn. Mỗi khi các loại máy như cưa gỗ, máy cắt sắt và nhôm hoạt động gây bụi bẩn thì âm thanh chát chúa với tiếng ồn rất lớn. Cùng với đó là mùi hôi từ một chuồng nuôi lợn rộng trên 160m2 cũng khiến cho nơi đây mất nguồn không khí trong lành. Chị Trần Thị Nga thường xuyên phải chịu mùi hôi của chuồng nuôi trong khu dân cư cho biết, nhà chị đối diện chuồng nuôi lợn và chỉ cách một con đường 10m nên ảnh hưởng đến cuộc sống trầm trọng. Gia đình lúc nào cũng đóng cửa kín mít. Em thì nhà ở đối diện với cả em có cho gửi cháu ở cái trường mầm non Vicky này thì cái khu đối diện kia thì người ta có chăn nuôi gia súc rất là mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến các cháu nhỏ trường mầm non. Cho nên là em rất là mong muốn các cấp chính quyền bên trên có cái hướng giải quyết, nó đỡ ảnh hưởng đến người dân và đặc biệt là các cháu nhỏ. Tại khu dân cư mới thôn Tĩnh Linh cũng có 2 hộ gia đình xây chuồng nuôi lợn với diện tích từ 100m2 đến 170m2. Các chuồng nuôi nằm trong khu dân cư đã được bưng bịt khá kín nhưng vẫn ảnh hưởng mùi hôi từ chất thải của lợn là khó tránh khỏi. Em thì ở gần hai trại lợn này mùi rất chi là khó chịu nên là cũng muốn Ủy ban nhân dân xã quan tâm đến khu dân cư mới để bà con sinh sống cho nó môi trường sạch sẽ hơn. Qua trò chuyện cho thấy các hộ đều nhận thức rõ việc sản xuất và chăn nuôi trong khu dân cư là gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu dân cư mới. Mặc dù vậy, cả hai cũng đều khẳng định đây là nghề nghiệp nuôi sống bản thân và gia đình. Biết là chăn nuôi ở đây nó cũng là dân cư thì cũng ảnh hưởng. Chỉ vì kinh tế, khắc phục kinh tế của gia đình phải chấp nhận ảnh hưởng đến vệ sinh. Về môi trường thì chúng tôi cũng nhất trí là tháo dỡ nhưng chỉ mong nhà nước với lại cả tỉnh, thành phố tạo điều kiện cho chúng tôi để giữ được cái nghề chăn nuôi. Chỉ mong muốn là Ủy ban nhân dân thành phố cùng các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho những hộ kinh doanh nhỏ lẻ như chúng tôi có một khu nào hợp lý để cho chúng tôi, tức là dồn tất cả những cái hộ kinh doanh sản xuất nhỏ lẻ ra một địa bàn hợp lý nhất để tránh, tức là những cái nơi sản xuất ở những khu dân cư như hiện nay của chúng tôi. Tại xưởng mộc Trần Huy Quỳnh, cơ sở sản xuất nhôm kính Bình Phúc và xưởng cơ khí Tiến Mạnh, hai hộ xây chuồng kiên cố và chăn nuôi lợn tại khu dân cư Tĩnh Linh là hộ gia đình anh Đỗ Văn Chuyên và anh Trần Huy Phòng đều gây ô nhiễm môi trường. Về vấn đề trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Nghĩa cho biết chưa nhận được đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến phá vỡ quy hoạch và gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư mới. Ông Vinh cũng cho biết sẽ cử cán bộ đến kiểm tra xem việc viết đơn tố cáo lên đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên của các hộ có đúng hay không, rồi sẽ xem xét giải quyết. Điều đáng nói là vấn đề sử dụng sai mục đích đất ở kéo dài từ năm 2018 đến nay mà lãnh đạo xã lại nói là không biết. Mặc dù được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên giao làm việc với phóng viên về đơn thư tố cáo vi phạm xây dựng, nhưng ông Nguyễn Quốc Khánh, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Hưng Yên lại giao việc lại cho cấp dưới là ông Nguyễn Bạch Nhật. Mặc dù nhận trách nhiệm làm việc, cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn, nhưng ông Nhật lại không nhất trí cho nhóm phóng viên ghi hình và phỏng vấn.
nên mặc dù ngồi tại phòng làm việc với ông Nhật, nhưng nhóm phóng viên đã phải gọi điện cho ông Khánh để làm rõ trách nhiệm trong quản lý xây dựng dân dụng trên địa bàn quản lý. Quản lý trực tiếp của phòng mình trong cái việc cấp phép xây dựng đối với các hộ dân đúng không ạ? Trách nhiệm ở đây là trách nhiệm tại công nghiệp này, phải xử lý trách nhiệm là người ta xây dựng là không đúng mục đích như thế. Ông Cao Thế Hanh, trưởng phòng quản lý quy hoạch và kiến trúc Sở Xây dựng cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định số 12 năm 2020 quy định về quản lý cấp phép xây dựng quy hoạch và kiến trúc đối với các dự án xây dựng khu dân cư mới. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, thị và thành phố có trách nhiệm quản lý lĩnh vực xây dựng trên địa bàn. Ủy ban tỉnh ban hành quyết định số 12 năm 2022 là quy định về phân cấp quản lý và phân công nhiệm vụ về lĩnh vực quy hoạch xây dựng. Thì theo đó thì đã phân cấp rất là rõ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã liên quan tới cái việc để làm cái công tác là thẩm định, phê duyệt mặt bằng quy hoạch của các khu dân cư. Yêu cầu rằng là cái việc lập tổng mặt bằng khu dân cư phải tuân thủ về cái quy chuẩn về quy hoạch xây dựng và khai thác hiệu quả sử dụng đất. Trong đó thì yêu cầu rất kỹ là phải thể hiện chi tiết đầy đủ cái cơ cấu sử dụng đất này, diện tích này, chỉ tiêu sử dụng đất của từng ô đất và thể hiện về cái chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng làm căn cứ để mình quản lý các hoạt động xây dựng, quy chế quản lý hoạt động. Thế thì ở đây thì cũng yêu cầu rất là kỹ là đối với cái từng lô đất xây dựng nhà ở thì phải thể hiện rõ về cái mật độ xây dựng này, khoảng lùi công trình này, số tầng, chiều cao của công trình này, cao độ xây dựng, cao độ các sàn và cái phương án thiết kế sơ bộ về mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh cho người dân có cái tham chiếu để thực hiện, tạo lên một cái đồng bộ về kiến trúc cũng như là hạ tầng. Như vậy, trách nhiệm bắt đầu trong quản lý cấp phép cho các hộ dân xây dựng thuộc về chính quyền xã Trung Nghĩa. Để xảy ra tình trạng người dân tự ý xây dựng chuồng trại chăn nuôi và mở cơ sở sản xuất trong khu dân cư mới trái với mục đích của dự án là cấp đất cho dân làm nhà ở, bên cạnh đó là ý thức trách nhiệm của các hộ dân trong việc sử dụng đất ở sai mục đích. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban biên tập hộp thư, Đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của những công dân có tên sau gửi đến. Đơn thư của công dân Lê Xuân Thủy, thường trú tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Đơn thư của công dân Bùi Văn Báu, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ. Đơn thư của công dân Phạm Đăng Giang, xã Đại Tập, huyện Quái Châu. Đơn thư của bà Dương Thị Vân, thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng, huyện Quái Châu. Đơn thư của ông Nguyễn Đăng Nghĩa, xã Đình Cao, huyện Phù Cử. Đơn thư của ông Đỗ Đình Cư, Lê Huy Tuyến, xã Đồng Tiến, huyện Quái Châu. Đơn thư của bà Tạ Thị Loan Anh, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Đơn thư của bà Phạm Thị Anh, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ. Sau khi nhận được đơn thư công dân, ban biên tập sẽ xem xét và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan chức năng hoặc cử phóng viên đi xác minh sự việc. Khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý vị và các bạn được biết. Thưa quý vị và các bạn, để thuận tiện cho việc tiếp nhận đơn thư và ý kiến của công dân gửi đến Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, ban biên tập hộp thư đã thiết lập một số điện thoại riêng do phóng viên Phạm Lan trực tiếp quản lý. Quý vị và các bạn cần thông tin, phản ánh, gọi đến số máy 0989 209 326. Chuyên mục hộp thư truyền hình của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.